Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày và đêm hôm qua, các tỉnh miền Bắc, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch sang phía đông. Trong khi đó, trên cao là hội tụ trong đới gió Tây, do đó mưa xuất hiện nhiều vào thời điểm đêm và sáng, kèm theo sương mù rải rác. Đến trưa chiều qua, trời chuyển khô ráo và có nắng nhẹ, nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng từ 27 cho đến 29 độ. Ngày hôm nay, hình thế chính tác động tới thời tiết của khu vực Hà Nội vẫn sẽ là khối khí lục địa suy yếu và lệch đông. Do đó, thời tiết không có nhiều biến động, trưa chiều trời khô ráo và đôi lúc có nắng với nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 27 cho đến 29 độ, tiết trời ấm áp. Đến đêm nay, vùng hội tụ gió từ phía Tây có khả năng được thiết lập trở lại và di chuyển sang phía Đông, khiến cho mưa tái diễn trên khu vực, thậm chí là gần sáng có nơi xuất hiện mưa rào với lượng khá. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm hầu như ít thay đổi, phổ biến dao động trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ. Như vậy là những cơn mưa nhỏ vẫn tiếp tục xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Quý vị nên mang theo vật dụng che mưa để tránh bị ướt và đảm bảo sức khỏe cho mình. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió từ phía Tây tiếp tục di chuyển sang phía Đông, do đó mưa xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy có mưa nhưng mà nền nhiệt độ cũng không giảm nhiều, ổn định trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Trong những ngày tới, vùng hội tụ gió tiếp tục di chuyển sang phía Đông và gây mưa cho khu vực phía Đông Bắc Bộ trong ngày 22 tháng 3. Sang đến ngày 23 thì thời tiết khu vực Bắc Bộ khô ráo, nắng xuất hiện nhiều trở lại trong ngày, khiến cho nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 28 cho đến 29 độ, thậm chí có nơi nhiệt độ cao trên 29 độ. Còn vào ban đêm thì nhiệt độ cũng tăng nhẹ thêm khoảng 1 độ nữa, khiến cho chúng ta có cảm giác cả ngày lẫn đêm đều nóng bức. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội tháng 3 này như một cô thiếu nữ tuổi mới lớn, sáng nắng chiều mưa. Cơn mưa xuân lất phất kèm theo những đợt gió lạnh còn sót lại của mùa đông lạnh lẽo được điểm tô bởi những sắc hoa tràn ngập nơi đô thành đã ngàn năm tuổi. Ai đến Hà Nội mùa này cũng đều được trải nghiệm cái đẹp của thành phố bằng tất cả các tri giác, được cảm nhận những thứ đặc trưng đã tạo thành mùa xuân miền Bắc. Trên khắp các con phố của Hà Nội, hàng cây xưa vẫn đứng lặng im thì nay bỗng tràn trề nhựa sống. Những người yêu Hà Nội và yêu thích hoa sẽ được ngắm những nhánh hoa xưa nở trắng tinh khôi, mong manh như tuyết trắng bao phủ cả một góc phố. Sắc trắng dịu ngọt ở từng góc phố của Hà Nội như Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Vườn Hoa Lý Thái Tổ, Công viên Lê Ninh, Công viên Bách Thảo tạo cho nơi đây một không gian thanh bình và đẹp hơn bao giờ hết. Hà Nội không chỉ có hoa xưa, thủ đô ngàn năm tuổi còn có sắc tím của hoa ban nở rực rỡ ở các con đường như Thanh Niên, Bắc Sơn hay Vườn Hoa Lê Ninh, hay những gánh hoa rong của chị em cũng đầy rực rỡ sắc màu. Chẳng khó để có thể bắt gặp những hàng rong bán hoa như thế này trên khắp đường phố Hà Nội. Những chiếc xe bán hoa luôn ẩn chứa một nét đẹp rất thơ, rất lãng mạn Hà Thành trong những ngày tháng 3 này. Tháng 3 với hoa xưa, hoa ban và với cả hoa sao. Có lẽ với nhiều người, hoa sao dường như có phần mờ nhạt, chẳng mấy nổi bật so với những loài hoa khác. Thế nhưng hoa sao mang cho mình vẻ đẹp của sự trầm lắng giữa phố phường nhộn nhịp. Ấy là nét đẹp của đời thường chứ không phải là cái tầm thường. Hà Nội tháng 3 mơ màng trong sắc màu của những cánh hoa và thời tiết ngày hôm nay tương đối chiều lòng người khi ban ngày trời hưởng nắng nhẹ, để quý vị lại được dạo phố đắm chìm trong nét rất thơ ấy của những ngày cuối xuân của Hà Nội. Và đến đây bản tin thời tiết xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, trời nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 96%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, trời nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm từ 76 đến 94%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 94%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 95%. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 96%.